Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hôm nay Tân Đại Dương xin gửi đến các bạn về bí quyết thành công khi du học ở Mỹ. Là một sinh viên quốc tế, với quá trình nộp đơn du học tại Mỹ sẽ đòi hỏi bạn phải lên kế hoạch và làm rất nhiều việc. Và bạn sẽ có nhiều câu hỏi, vì vậy bạn sẽ cần sự trợ giúp để giúp cho các bạn đạt được mục tiêu của mình. Và nhằm để đơn giản hóa quá trình đó, để giúp được các bạn thành công bằng cách giải đáp miễn phí về các thông tin, đó là làm sao để lấy được thị thực sinh viên một cách dễ dàng, và thế nào là chuyển tiếp lên trường Đại học Mỹ dễ hơn, nộp đơn vào trường Đại học Mỹ và học tiếng Anh, và với các lời khuyên về các buổi phỏng vấn xin visa, và dễ hay khó và có tốn kém hay không khi du học ở Mỹ, cũng như là cơ hội nhận học bổng từ 10 đến 100% với các trường ở Mỹ. Và có khoảng 13 triệu sinh viên đang học tại các trường cao đẳng cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Gần 45% sinh viên tốt nghiệp đại học đã học tại cao đẳng cộng đồng và chuyển tiếp lên đại học. Và ngày càng nhiều sinh viên quốc tế chọn cao đẳng cộng đồng, giúp cho sinh viên hoàn thành 2 năm đầu chương trình với cấp bằng cử nhân. Sinh viên coi đây như điểm khởi đầu trong nỗ lực học tập lấy bằng đại học 4 năm hoặc là bằng cao học tại một trường đại học ở Mỹ. 2 năm học đầu tiên này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên trước khi bắt đầu tập trung vào học các môn chính. Và để được chọn trường ngành học phù hợp với bản thân, các bạn hãy liên hệ đến các chuyên viên tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp cho các bạn qua hotline 0996277629. Về chương trình cao đẳng cộng đồng cũng như chuyển tiếp và đào tạo, thì nhiều chuyên gia tư vấn đại học cho rằng sinh viên nên học chương trình chuyển tiếp lên đại học tại các trường cao đẳng cộng đồng trước, sau đó chuyển tiếp lên đại học trong 2 năm cuối. Sinh viên chuyển điểm hoặc sử dụng tín chỉ từ trường cao đẳng cộng đồng để lấy bằng đại học hệ 4 năm. Nhiều trường cao đẳng cộng đồng và trường đại học hệ 4 năm ký hợp đồng liên kết giúp cho việc chuyển tiếp được dễ dàng hơn. Ngoài chương trình chuyển tiếp lên đại học, trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ còn có các chương trình dạy nghề. Các chương trình này đào tạo sinh viên hàng trăm ngành nghề khác nhau như là quản trị kinh doanh, lập trình máy tính, điều dưỡng, nha khoa, thiết kế thời trang, quản lý khách sạn và nhà hàng, công nghệ nano, công nghệ nhiếp ảnh, v.v. Và sinh viên hoàn thành các khóa học này sẽ nhận được bằng hoặc là chứng chỉ. Sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình dạy nghề tối thiểu 9 tháng có đủ điều kiện nộp đơn để lấy thẻ chương trình thực tập tùy chọn và được phép làm việc có lương trong lĩnh vực đã học. Hầu hết các trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ do chính phủ hỗ trợ với chính sách mở, học phí thấp và yêu cầu tuyển sinh đơn giản. Trường cao đẳng cộng đồng đã giúp được rất nhiều công dân Mỹ có cơ hội lấy bằng đại học. Và các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ du học và du lịch các nước để được giải đáp các thắc mắc về vấn đề du học. Các bạn hãy liên hệ qua hotline 0996277629. Hoặc các bạn có thể tham khảo qua trang web của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 2 chi nhánh là ở thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang, ngoài ra không có chi nhánh nào ở các tỉnh phía Bắc. Và sau đây thân mời các bạn cùng lắng nghe về bí quyết cũng như kinh nghiệm lấy visa của các bạn du học sinh đã đạt được visa du học tại Mỹ. Và các bạn đừng quên like và chia sẻ về những thông tin hữu ích này đến các bạn cũng như người thân của mình nhé. Đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc chia sẻ trò chuyện ngắn với bạn Phương Thùy. Bạn vừa mới đậu visa du học Mỹ và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn. Chị xin chào Thùy. Dạ, em chào chị. Thì có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho tất cả các bạn được rõ không? Em tên là Phương Thùy, năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang là sinh viên học kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình qua Mỹ mình sẽ chọn cái chương trình nào để mình theo học ấy? Em sẽ học ở trường Middle Tennessee State University chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sao mình lại chọn Mỹ để mình theo học? Bởi vì Mỹ có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới, đồng thời kinh tế Mỹ cũng phát triển rất thích hợp cho em học ngành quản trị kinh doanh. Vậy em có thể nói giới thiệu sơ nét về cái ngôi trường mình theo học hay không? Cái điểm mạnh nào là điểm mạnh của trường? Trường em có hơn 100 năm kinh nghiệm, đồng thời nằm trong top 25 vùng Đông Nam của Mỹ. Hàng năm có 24.000 sinh viên theo học với 500 sinh viên quốc tế và ngành quản trị kinh doanh là một thế mạnh của trường. Sau khi mình học xong cái bậc đại học, mình có cái dự định gì xa hơn cho con đường học vấn của mình hay không? Sau khi em hoàn thành khóa học đại học ở Mỹ thì em sẽ tiếp tục học thạc sĩ ở bên Mỹ. Khi mà mình cảm thấy là cái con đường học vấn của mình cảm giác là mình
bằng lòng với cái bằng cấp mình đã có được rồi á, thì cái dự định nghề nghiệp của em ở tương lai là gì? Em sẽ quay trở về Việt Nam và sau đó tìm kiếm một công việc phù hợp ở những tập đoàn công ty đa quốc gia. Rồi cho chị sẽ hỏi em về một chút chia sẻ về cái buổi phỏng vấn của em với lãnh sự Mỹ ngày hôm nay. Thì cái cảm giác của em như thế nào khi tham dự cái buổi phỏng vấn đó? Ban đầu thì cũng hơi hồi hộp, nhưng khi đến gặp lãnh sự quán thì em rất là thoải mái, do lãnh sự quán cũng rất là thân thiện. Em có một điều gì đó để chia sẻ với tất cả các bạn về buổi phỏng vấn của em hay không? Em chỉ muốn nói với các bạn là cứ hãy bình tĩnh tự tin thì sẽ được rồi. Rồi bây giờ sẽ hỏi em một chút về cái cảm nhận của em về Tân Đại Dương ha. Thì sao mình biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương? Do một người bạn của em cũng vừa mới đậu visa làm ở Tân Đại Dương giới thiệu cho em ạ. Rồi trong quá trình mình làm hồ sơ mình có cảm giác như thế nào về Tân Đại Dương? Tân Đại Dương rất là nhiệt tình trong việc là làm hồ sơ cho em, giống như là luôn nêu được những điểm mạnh của em, còn điểm yếu thì khắc phục cho em. Và làm hồ sơ rất là nhanh ạ. Vậy cái khoảng thời gian mình làm hồ sơ đây mất phép bao lâu? Dạ 1,5 tháng. 1 tháng rưỡi là mình đã có visa trong tay rồi. Dạ. Vậy thì chị cũng chúc cho em là mình sẽ qua bên Mỹ để mình hoàn thành ước mơ học Mỹ của mình, và có thể kiếm được những cái bằng cấp cao hơn và xa hơn để mình đạt được những cái ước nguyện của mình. Và chị hy vọng là chị sẽ được gặp em một lần nữa để em chia sẻ với tất cả các bạn về cuộc sống của du học sinh Mỹ thì như thế nào, và những lần em quay lại Việt Nam để về thăm gia đình. Thì hãy ghé đến đây với chúng tôi. Chỉ đó là một chút ít chia sẻ của bạn Phương Thùy thôi, nhưng chúng tôi hy vọng rằng sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn. Những bạn nào đang có ý định đi du học Mỹ thì hãy kết nối ngay với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn.